Hello mọi người. Thì cái máy này khách báo là nó không có lạnh. Nay mình tới mình kiểm tra, lâu quá rồi cũng không ra video cho mọi người xem. Thì sẵn tiện đây thì cũng ra video để mọi người tiếp tục theo dõi kênh của Sơn nha. Thì cái máy này anh chủ nói là nó không có chạy cái cục ngoài này. Thì để kiểm tra có bị cái gì ha. Đầu tiên số muốn chuyển qua nó có điện không? Ok, nó có điện. Tại vì nó không có send cái signal ở đây. Thì mình sẽ kiểm tra cái thermostat. Trong cái tắt cái là mót nha mọi người, cho nên an toàn sợ cháy cái cầu chì trong. Vì trong này mình kiểm tra có cái dây nó bị cái gì. Đây em mất mọi người. Để đi ha. Coi trong cái của mình nó có cái đầu nối trên điện không. Nếu mà mình có cái này đó, mình đấy á, mình nối với điện á thì nó tốt hơn rất là nhiều. Mà cái này nó bự quá, nó xài nhỏ của mình thì mình đã xài hết mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái băng keo đen nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái băng keo đen nối lại. Bây giờ mình sẽ vô trong mình mở lại coi nó như thế nào nhé.
nó bị lỏng đi. Mọi người, sau khi mình sửa cái dây điện xong đó, dây thermostat xong thì máy chạy bình thường. Mình đo cái đồng hồ ga thì nó hơi cao, nhưng mà tại vì cái máy này quá cũ rồi bạn, máy này 30 năm rồi, trên 30 năm rồi, sợi ga 22 nữa. Trước mắt thì mình sẽ sửa cho máy chạy, xong rồi mình sẽ gợi ý khách là nên thay cái máy mới, tại vì họ có bảo hiểm đó, thì bảo hiểm sẽ trả, chi trả cho cái việc thay máy mới, thì họ sẽ trả một số tiền hơn. Okay. Thì cái máy này thì cũng tới đây là xong rồi, thì mình sẽ về sửa cho các bạn xem cái máy kế tiếp nha.